Dạ vâng, thưa quý vị thì mọi người có còn nhớ hai cha con này không ạ? Ngày hôm bữa em cũng đã chia sẻ cho mọi người về một clip của hai cha con. Bây giờ vợ thì cũng đã chia tay rồi, chỉ có một mình anh là chăm sóc bé thôi. Bây giờ hai cha con đang đi đâu đây mà bế nhau đi vậy? Thì em trên cầu. À vậy hả? Mấy ngày hôm nay hai cha con có còn thuê cái phòng đó nữa không? À, thì anh hôm bữa anh nói rằng là cho bé về quê rồi, sao rồi, tính sao rồi? Sáng nay em tính cho bé về, gửi bé về quê. Sáng nay tính cho về rồi. Nhưng mà không có xe hay sao? Gái ngoan, con gái ngoan, con gái ngồi ở đây đi, cho chú nói chuyện chút chút, chú cho tiền mua sữa này. Nhá. Uống sữa không? Chú cho tiền mua sữa he. Uống sữa này. Đây, ngồi đây đi, con gái ngồi đây đi. Con gái ngồi với ba đi. Có cái gì đó? Con gái có cái gì nhỉ? Hả? Uống sữa đi. À. Thì bữa giờ đấy thì mình còn tiền xài không anh? Dạ. Bữa em đưa cho Triệu đấy còn xài không? Em đóng tiền phòng trước với em già mua sữa cho bé bữa rồi. Đấy hả? Đóng tiền phòng là gần hết luôn rồi à? Dạ, đóng tại em chỉ đóng trước mà ở sợ không có tiền đóng trước để cho ở có cho ở cho nó một chút. Vâng. Vậy là cái số tiền đấy là anh dùng để mua sữa cho bé cũng như là đóng tiền phòng. Còn đâu là ăn uống thì anh vẫn ra ngoài để xin. Ờ, con gái nhìn gì? Hả? Nhìn gì? Nhìn gì? Hả? Ai đây? Ai đây? Phải gót không? Ai dễ thương quá nhỉ? Đây là chó rồi con. Ai dễ thương quá nhỉ? Đây, ra đây ngồi với ba đi cho chú trò chuyện tí. Nhanh lên, ra ngồi với ba đi cho chú trò chuyện tí. Đây cho ba hẳn đó, thấy không? Đó, thấy chưa? Ừ, ngoan ha, lên hình để cho ông bà ở nhà nhìn thấy nhá. Nhá. Ừ. Thì anh tính sáng mai là cho bé về hay sao? Dạ, sáng mai em cho chị rồi, xin gửi về sớm rồi. Rồi, công việc của anh tìm được chưa? Dạ. Anh tìm được công việc chưa? Gửi bé về xong em lên đi xin việc. Từ bữa giờ anh cũng chưa có hỏi hả? Dạ, có hỏi mấy chỗ mà đại dịch người ta chưa có làm lại. Hai cha con ra đây từ lúc nào vậy? Dạ, em đi nãy giờ. Là lại đi bộ từ cái chỗ mà mình thuê phòng ra lại đây. Thì bữa giờ là hai cha con là vẫn cứ ở khu vực này thôi chứ? Dạ, tại chiều có cho cơm rồi, em ra ngay chỗ cho cơm, em xin cơm em về. Vâng, thế mình mai mình tính đi cái gì về? Dạ, có chú ở gần chỗ phòng trọ, chú chở về giờ dùm chú lấy tiền xăng ngoài không? À, là đi xe máy xuống đó? Dạ. À, đi xuống đó tốn tiền nhiều không? Dạ, em không biết, tại vì chú nói chú lấy tiền xăng ngoài thôi. Anh là ở đâu nhỉ? Dạ, Gò Công. Gò Công, Tiền Giang. À, đi qua Long An là tới hả? Dạ. Anh làm được những công việc gì? Dạ, việc gì làm cũng được đó, em chạy tràn chẳng hạn, giờ mình xin giờ có việc gì làm cho anh. Vậy hả? Mà đâu có ai chơi thì nhờ nghỉ nhiều. Em có bà cô ở Vũng Tàu á. Dạ. Đâu cũng cần người làm á. Dạ. Vâng, nếu mà anh mà mình thích đi Vũng Tàu thì làm thì em có thể em giới thiệu cho. Dạ. Đó. Thì đó mà em để em làm lấy tờ thì... Vâng, nhưng mà phải có giấy tờ đầy đủ. Dạ. Vâng. Thì anh mang giấy tờ lên thì nếu mà mình không làm ở Sài Gòn mà thích đi Vũng Tàu thì em giới thiệu cho, tại vì cô cũng có nhiều công việc ấy, cũng cần người làm lắm. Vâng. Sao nãy thấy chú thấy ba bé im lắm mà sao ngồi ở đây quậy vậy? Hả? Quậy. Hôm bữa thì buồn ngủ. Thế hôm nay là chắc là khỏe rồi đây, nên là quậy này. Ngủ nhà mới dậy em chưa có dựng xin cơm. Vâng. Đồ đạc sao anh lại mang cả ba lô đi làm gì xong? Ở đâu phòng mình mướn hay sao mình đi mình đóng cửa đem theo sợ mất quần áo. Nhưng mà mình để trong phòng sao mất được? Dạ, phòng nó cái cửa, mấy cửa mũ anh. À vậy hả? Khi mình đi mình không. Ờ, chứ tưởng là ấy, xách cái ba lô đi nó lỉnh kỉnh thêm. Cái phòng đó là đó là nhiều người ra vô luôn. Thế hả? Dạ. Ở đấy nó có ăn linh không? Dạ không. Ở đó mình ở xong mình ngủ nhà, mình ngủ rồi tối sáng mình đi mình đem đồ mình đi hết. Đâu là anh thuê như vậy là anh chỉ thuê đêm thôi hả? Dạ. Em ở đó thì ngày, tại tháng đó ở đó chưa 2 triệu mấy. Thế là anh chỉ thuê tới cứ ngày anh ra ngoài, tối anh mới về đó anh thuê thôi. Hôm đó em thuê ngày, bữa trên anh cho tiền thì em thuê nguyên ngày đúng không? À. Mình đi về nhà nào mình về. Mà đó là như đồ để mình để cái phòng bằng mũ á, dễ bị đẩy vô, đẩy nghèo à, vô. À vậy hả? Cái phòng nó cũng không được an toàn à? Dạ. Ở đấy có nhiều người ở không anh? Dạ. Ban đêm thì nhiều người lại muốn. À. Có khi có đi đêm thì cũng nhiều người, có khi đêm cũng trắng người. À. Rồi, quậy nha. Bò bính nè, bò lát bò bính nha. Bây giờ mình đang quậy quá nha.
Nào, nào, hôm nay bỏ khẩu trang ra cho chú nhìn xem nào, xem có xinh hơn hôm bữa chưa nào. Úi trời ơi, xinh hơn hôm bữa luôn nha. Hôm bữa dễ thương rồi, hôm nay còn xinh hơn nữa nha. Cười đi, cười miếng nào. Cười đi để chú chụp hình với ba nhá. Là chú chụp hình với ba này. Nào, 1 2 nhìn nào, nhìn này. Thế anh trai để cháu về đấy thì có buồn không? Còn có con mình đi mà ở cũng vâng, nhưng mà nói chung là cũng buồn. Vâng, cũng buồn nhưng mà để về cho ông bà nhà nuôi mình yên tâm hơn. Dạ. Tại vì đôi khi là anh đi làm như này mình không có thời gian chăm sóc bé cũng thấy tội. Vâng. Thì lâu lâu mình có tiền đấy thì lâu lâu mình về mình thăm bé cũng được. Thế bây giờ mình đi như thế này rồi là lang thang nữa, cứ để bé lội nắng lội mưa thấy tội quá. Đấy. Con gái quậy quá à, con gái hôm nay quậy quá à. Thôi em cũng rất là may hôm nay gặp anh ở đây. Tại vì em có gọi cho anh ấy mà không liên lạc được. Thì em nghĩ là chắc là điện thoại hết pin hả? Dạ, em gãy sạc nhà người ta. À vậy hả? Thì cũng có một chị Mạnh Thường Quân có gửi em là giúp cho hai cha con là 1 triệu ha? Chị này tên là Phạm Thị Thanh Sang. Chị gửi 1 triệu cho hai cha con. Rồi em gửi anh ha. Em cảm ơn chị Sang. Vâng, thì đây là cái số tiền của chị Sang. Thì mình có gửi đôi lời gì không ạ? Em cảm ơn chị Sang giúp đỡ hai cha con em rất nhiều. Đó thì thưa mọi người, thì hôm nay em cũng gặp lại hai cha con đây thì để trò chuyện một chút cũng như là gửi tiền cho anh. Thì một lần nữa em cũng cảm ơn chị Sang đã giúp cho hai cha con vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Em chúc chị và gia đình có thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi, và em cũng xin phép là kết thúc cái clip này ở đây ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn mọi người ở những cái nội dung sau. Rồi, con gái bye bye đi, con gái bye bye đi. À, cái gì đó, cái đấy là cái gì? Bye bye mà. Bye bye cơ mà. Bye bye. Quậy ghê á. Rồi, em chúc hai cha con mai lên đường may mắn nhá. Rồi, rất tiền rồi. Rất tiền rồi kìa, con gái. Nhặt lên cho ba đi. Trời ơi, gà trống nuôi con mọi người ạ, có một mình thôi. Vợ thì chia tay rồi, chỉ có một mình anh nuôi con thôi. Đấy, tội. Quậy ghê á. Còn đi mà chạy phòng này phòng kia cũng chạy phòng nữa. Đây, bé nha. Bé nha, con bún nha. Quậy quá à, muốn nhìn không nè. Chú cho nhìn nè. Ai, lót không? Trời ơi, ai đây? Ai đây? Thấy chưa? Ai vậy? Có phải con không? Có phải con không hay ai vậy? Nón đẹp à? Nón đẹp chưa? Rồi, thôi hai cha con đi về đi. Đây là một hình ảnh mà em nghĩ rằng tất cả các cô chú anh chị khi xem chắc chắn sẽ rất nước mắt. Đúng là tình cha con thiêng liêng mọi người ạ.
mặc dù là khó khăn, tuy nhiên thì vẫn đùm bọc con, lo lắng cho con. Mặc dù anh chịu khổ như thế nào cũng được, nhưng mà con cái thì anh cũng chăm sóc rất là sạch sẽ. Cháu gái nhìn rất là xinh xắn luôn. Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị. Ngày hôm nay cũng là ngày 11 tháng 10 rồi. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều bà con vẫn còn rời thành phố về quê. Thì hôm nay em cũng đi trên quốc lộ 1A thì em có thấy cái hình ảnh này. Đây là một gia đình đấy, cũng có rất là nhiều cháu nhỏ, các anh chị thì đang ngồi ăn đây. Đấy, thì để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình này cũng như thế nào thì xin mời mọi người vô bên trong với em nhé. Em chào chị. Rồi, chị cho em ghi hình chút nha. Sao mình ăn trễ thế chị? Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là gia đình mình đây là đại gia đình mình luôn hả? Bây giờ mình đi về đâu đây? Về Kiên Giang lận. Trời ơi, anh chị đã đi từ đâu về? Dạ, đi từ Đồng Nai. À, là cả gia đình mình làm trên đó hả? Dạ. Đi làm hồ mà thất nghiệp mấy tháng, 4 tháng thì giờ đang bị phong tỏa, xin ra ngoài chứ về chứ đâu có được, chưa tháng chốt nữa. Vâng. Ở trong đó không đi làm hồ đâu có tiền đâu ở lại. Dạ. Vâng, thì chị ăn đi, chị ăn đi rồi chút cho em xin ít phút em hỏi thăm chút nha. Dạ. Đấy, thì đây anh chị là vẫn đang ăn đây. Trời ơi, đây có cháu nhỏ này, nhìn dễ thương quá à. Bé được mấy tháng rồi anh? 3 tháng mấy à? À, là con của mình đấy hả? Con của anh hả? Con dạ, dạ. Trời ơi, nhìn nè. Rồi gia đình mình đi là từ Đồng Nai về, là từ sáng ngày mình đi từ mấy giờ? Dạ, đi từ lúc 8 giờ ấy. 8 giờ sáng hả? Mà bây giờ mới tới đây? Dạ. Vậy là chạy chắc là... Xe hư. Xe hư hả? Xe hư rồi, về chết đủ rồi nè. À. Lắp bộ nó xe xăng. Rồi đó rồi, em đi là bị hư ngang đường hả em? Dạ. Nó bị sao? Phải, nó bị xe nhớt kìa. Trời ơi, xe này là cũ lắm rồi á. Con về quê mọi người đã thấy không? Đồ đạc lỉnh khỉnh này. Thì cứ như về quê ăn Tết đấy. Vâng, thưa mọi người, thì vừa rồi anh chị cũng mới ăn cơm xong thì em cũng xin phép là hỏi thăm gia đình của anh chị một chút. Rồi, em chào cả gia đình mình nhá. Rồi là bây giờ là anh chị là ăn xong rồi là bắt đầu là chuẩn bị lên đường đi tiếp hả? Dạ. Dạ, vừa nãy thì em có hỏi thăm sơ qua chị đấy thì được biết là gia đình mình là bây giờ về tận Kiên Giang đúng không? Dạ. Anh có thể cho em biết rằng là tại sao mà gia đình mình bây giờ lại khăn gói về quê hết như này không? Tại vì 4 tháng, gần 4 tháng mà tụi em có làm nên giờ không còn tiền trang trải, tụi em phải về đóng tiền trọ rồi cho người ta. Là mình thất nghiệp mấy tháng nay rồi, dạ. Nên là hết trụ nổi rồi đúng không? Dạ. Rồi anh đi như thế này thì liệu cả gia đình mình đi trong vòng bao lâu thì về tới nhà? Thì nếu mà thấy bé nó mệt thì em cho nó nghỉ khỏe đi tiếp, chứ em cũng chưa biết tới khi nào tới. Vâng, chú ơi, chú cũng lên Đồng Nai mình làm phụ hồ luôn hay sao? Làm những cái ngày tháng dịch bệnh đấy có khó khăn gì nhiều không chị? Nói chung là ăn cơm trang với mì không à. Ăn cơm với mì, ăn cơm với mì gói thôi hả? Dạ. Rồi mình có được nhưng mà không quả đâu có ra ngoài được đâu, phải ở trong đó, về quê, muốn về quê cũng đâu được đâu. Vâng. Mấy tháng vừa qua đấy không được cứu trợ hay là trợ cấp gì hả? Trợ cấp thì ở đó người ta cũng chỉ cho gạo với cho mì thôi, còn tiền trợ cấp lao động 1,5 triệu mà nộp đơn đâu có lãnh được đâu. Vâng. Mấy bé này có bé nào đi học chưa chị? Dạ, đi học mầm non mà nghỉ đâu rồi, trước dịch giờ đâu có tiền đâu đi học. Là không có tiền đi học hả? Rồi về quê mới đi học được, ở trên đây ở nhà giữ 4 đứa luôn, đâu có điều kiện của mình chồng đi làm à. Vâng. Rồi đợt này anh chị về đấy thì có tính là mai mốt hết dịch lên làm lại không? Dạ có, thì chồng lên còn em ở nhà với mấy đứa nhỏ. Vâng, vậy là hiện tại bây giờ là 4 cháu là không có cháu nào được đi học cả. Trời ơi. Sao đấy con? Hả, mệt hả? Đi xe mệt.
Rồi đi hôm nay chắc là mệt đúng không chị? Đi từ sáng giờ là mệt mệt đến mệt. Đi ngồi đau giò hỏi. Vâng. Rồi hôm nay cả gia đình mình về quê như này còn nhiều tiền không? Dạ, nãy đi đường người ta cho được 200 ngàn. Hả? Nãy đi đường người ta cho được 200 ngàn. À vậy hả? Rồi cái lúc mà mình bắt đầu xuất phát từ phòng trọ ra thì có còn nhiều không? Dạ, không có tiền. Không có đồng nào? Nãy đi thấy xe hư sửa người ta cho luôn. Người ta nói lắc đi bộ á, nhưng mà có một xe, cái ông kia chú gần phòng á, ông cho mượn xe đi về á, cái xe này nè. Chỉ có một xe à. Vậy là còn nhà, cả nhà có cái xe thôi, còn cái xe này là mượn. Tại ra đâu chốt thì ông quá gian người ta về chú xe á, rồi ông kêu lấy xe này đi luôn. Vâng. Thôi thì em cũng không làm mất thời gian của gia đình mình á. Thì hôm nay em cũng có đi ngang qua đây thì gặp gia đình đang ngồi ăn cơm. Thấy các bé ngồi đấy cũng thấy tội quá thì em cũng bảo hỏi thăm một chút. Thì cũng có chút gửi cho gia đình mình ha. Em có 1 triệu gửi cho gia đình mình. Thật ra thì em cũng có làm bên YouTube đấy. Em cũng hay chia sẻ những cái mảnh đời khó khăn đấy. Thì thật ra thì đợt này dịch bệnh nên bà con về miền Tây thì cũng nhiều. Hầu như là ai cũng khó khăn cả. Có những người là họ phải đi bộ về quê nữa. Như là thì em cũng gửi cho gia đình anh chị một chút ha. Thì đây là số tiền của cô Mạnh Thường Quân, cô Kim Hải bên nước ngoài đấy. Thì em cũng trích cái số tiền của cô ra để gửi cho gia đình mình. Chị có gửi lời cảm ơn gì không? Dạ em cảm ơn anh chị, cho em gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp gia đình em. Dạ vâng, thì thôi thì em cũng gửi mình một chút để mình làm cái lộ phí đi đường cũng như là mua sữa cho các bé giùm em nha. Dạ, chúc anh với gia đình với Mạnh Thường Quân sức khỏe. Dạ. Rồi chào cả gia đình nhá. Rồi em cảm ơn nha. Vâng vâng, rồi hãy cho chắc anh chị đi không là trễ giờ nhá. Dạ dạ. Thì con cũng cảm ơn cô Kim Hải rất nhiều. Thay mặt anh chị đây con cảm ơn cô. Đó. Thì bây giờ là anh chị với lại là các cháu là bắt đầu là lên đường đây. Dạ cảm ơn anh nhá. Dạ, em chào cả nhà nhá. Dạ. Rồi. Ở cái xe này đi đường là đúng là hư lúc nào không biết luôn á. Dạ dạ rồi. Đi nha. Rồi chào cả nhà nhá. Chào chú nhá. Rồi. Vâng, thưa quý vị, mọi người còn nhớ hai mẹ con của chị đây không ạ? Đây chính là chị gái mà ở Vĩnh Long lên. Thì trong thời gian trước em cũng đã chia sẻ về hình ảnh của hai mẹ con rồi. Đó thì chị thì bị tai nạn, cũng rất là may là thoát chết. Tuy nhiên thì người chồng của mình cũng đã qua đời, để lại chị cũng như là một người con, cháu nhỏ đây, rất là dễ thương. Thì suốt thời gian dịch bệnh vừa rồi thì em cũng không có qua đây được để thăm hai mẹ con đấy. Thì bây giờ thì Sài Gòn thì cũng đã trở lại bình thường. Thì em cũng hôm nay qua đây để thăm hai mẹ con cũng như là có một chút quà để gửi cho chị. Thì lâu quá rồi hoặc là không gặp hai mẹ con đấy. Hai mẹ con nó khỏe không? Dạ khỏe. Lâu con gái bỏ khẩu trang xuống nhìn miếng rồi. Lâu quá không gặp. Trời ơi. Thì bữa giờ là hai mẹ con là cứ ở trên phòng đấy hả? Rồi thì hôm qua em nghe nói là chị bị sao? Chị nói là sao? Bị chó cắn hay sao? Con chó nó dí con bé. Vâng. Cái con bé sợ nó nhảy lên người cái con chó nó táp luôn. Trời ơi. Nó táp chị luôn hả? Mình mà hôm qua chị đi đâu? Chị đi đâu mà gặp chó? Đi mua cho con bé cuốn tập với lại cái viết màu tím á. Vâng. Để bé học mà trực tuyến á chứ. Dạ. À là bữa giờ là học trực tuyến phải không? Ờ. Học từ 20 tháng 9 tới giờ. Vâng. Nó nhảy lên người không? Rồi nó cắn vào chân hay cắn vào đâu chị? Ngay chân thôi. Cái này thì phải đi chích ngừa. Đi chích huyết thanh đó nhưng mà phải. Ôi trời ơi nó sưng hết rồi nè. Dạ. Vậy này chị mai chị phải đi chích ngay đi. Không là nguy hiểm. Dạ. Trời ơi rồi xong mà xui ghê trời, đang bệnh tật nữa lại còn bị chó cắn nữa thế này. Vậy hả? Nó dí con bé nè. Cái con bé sợ nó nhảy lên người ôm nó cũng dịnh hai cái chân nó lên. Vâng. Nó cắn mình. Nguyên một đàn nó thả con.
À, một đàn luôn hả? À. Hát con cá bự không? Ờ. Ôi, sao mà tội cả hai mẹ con ghê. Đã đau bệnh tật như thế này rồi, bây giờ lại thêm chó cắn nữa. Rồi bữa giờ là chị vẫn ở cái phòng đây, thì tính bao giờ là về lại phòng trọ cũ? Dạ, sau 20 tây chứ. Sau 20 tây hả? Là về lại đó hả? Dạ. Ờ. Sau 20 tây thì ở bên kia người ta làm cái tờ giấy là được cho phép kinh doanh lại chứ. Vâng. Chỗ nhà trọ, rồi bữa giờ đấy hai mẹ con thì còn tiền chi tiêu không? Đóng 2 tháng nhà trọ chứ. Đóng 2 tháng nhà trọ hả? Rồi mua sách cho bé ăn uống rồi cũng không còn. Vâng. Rồi như thế này thì chị tính là bao giờ chị đi làm lại chưa? Giờ nhà nước chưa cho bán lại số. Vâng. Bây giờ là chị chỉ có, nói chung là bây giờ em thấy là chị chắc chỉ đi bán vé số lại được thôi đúng không? À, công việc của mình là chỉ có bán vé số thôi mà bây giờ vẫn chưa được bán. Rồi. Thì bữa giờ mẹ không đi bán vé số nữa, hai mẹ con ở nhà đấy. Có vui không? Bây giờ mà mẹ đi bán vé số nữa có muốn không? Có muốn cho mẹ đi bán vé số không? Hả? Là cũng không muốn, nhưng mà mẹ mà không đi thì lại không có tiền đấy đúng không? Chắc là bé đang ngưỡng ngự. Muốn mẹ ở nhà cùng nhưng mà mẹ không đi thì lại không có tiền. Rồi bữa giờ học được mấy buổi rồi, như sao học? Vâng, hôm nay lại mặc thêm cái đầm thì dễ thương quá. Ai cho cái đầm đây hay là mẹ mua vậy? Dạ không, cái này của cái cô chủ nhà trọ cho. Vâng. Nhìn mặc đầm thì dễ thương chưa. Rồi bữa giờ thì hai mẹ con ăn uống làm sao? Là con nấu nướng gì không hay là như thế nào? Đâu có nấu nướng gì được đâu chú. Đặt tiền của chú đưa Mạnh Thường Quân giúp á. Thì nhờ cái cô bên đây là nấu nướng giùm. Wow. Rồi mình gửi tiền cho người ta. À vậy hả? Là có người mình vậy là hai mẹ con nhờ cái chị đó nấu. Yeah. Rồi mình trả tiền theo tháng. À, thế thì cũng đỡ ha. Vâng. Rồi chứ bây giờ mình ở như thế thì nấu nướng cũng khó khăn. Vâng. Thì thôi thì em từ bữa giờ thì em cũng có qua em gọi cho chị để vào thăm chị chút với lại bé xíu á, nhưng mà em gọi có được đâu. Vâng. Thế con gái sao bây giờ, nhớ bạn không, nhớ bạn nhớ cô giáo không hả? Nhớ. Giờ muốn đi lên trường học hay là muốn học ở nhà này? À, muốn lên trường hả? Lên trường chơi với mấy bạn. À, trời ơi, nói chuyện thấy dễ thương ghê á. Rồi thì chị ơi, thì hôm nay em cũng quay lại đây để hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con á. Cũng như là em gửi cho chị một phần quà. Cái này là của cô Thủy bên nước ngoài ấy. Đấy, cô có gửi cho hai mẹ con là 2 triệu ấy. Rồi thì em hôm nay cũng qua để em gửi cho chị nhá. Ở đây là 2 triệu đồng của cô Thủy bên nước ngoài. Rồi em gửi cho hai mẹ con nhá. Để cho thôi thì mai chị nhớ là đi check đi để xem như thế nào, chứ không là nguy hiểm lắm, lỡ cái có chuyện gì thì cũng tội nữa. Cảm ơn chú đã chuyển của cô Thủy cho hai mẹ con. May là nhờ số tiền này thì mai mới đi check được. Yeah. Chứ lỡ có chuyện gì thì bỏ cậu em bé. Vậy là bữa giờ đấy, những cái số tiền mà được cô chú Mạnh Thường Quân giúp cho đấy. Dạ. Thì hai mẹ con ở nhà mấy tháng nay là hết rồi đúng không? Dạ. Hết sạch rồi hả? Đóng 2 tháng chứ. Vâng. Đóng liền 2 tháng với lại. Dạ. Ăn uống rồi đóng cho bé cái bảo hiểm y tế trong trường. Đấy hả? Thế cho em hỏi thiệt nha. Dạ. Thì mấy hôm nay hai mẹ con còn bao nhiêu tiền trong người? Dạ. Còn được chưa tới 100 nữa. Chưa tới 100 ngàn nữa hả? Dạ. Hôm qua thì bị nó cắn á, rồi tính đi chích mà chích là 265 ngàn rồi. Thế hả? Mà chích thì không có tiền cho bé nó ăn. Trời. Thôi nhịn luôn. Nhưng mà về thì ở trong nhà trọ người ta nói là không chích nó thì sẽ bị chết, sợ lắm. Rồi người ta có nói là hết bao nhiêu tiền không? Dạ là cái như cái một mũi đó là 265 ngàn chứ. Trời ơi, thế chích xong mấy mũi là hết cả triệu vàng nữa rồi. Rồi một mũi là 265 ngàn, còn một mũi huyết thanh là 450 chứ. Vâng. Yeah.
Thôi chị cất tiền vô túi đi, chị cất tiền vô túi đi không à. Lỡ rồi ơi, đang nghèo rồi đã khổ rồi lại còn bị chó cắn thế này nữa. Rồi mai lại đi trích hết triệu bạc nữa. Thôi thì em cũng gặp hai mẹ con một chút như vậy á. Thì chị với lại bé lên nghỉ ngơi đi, tắm rửa rồi mình ăn tối đi nhá. Rồi chúc hai mẹ con có nhiều sức khỏe ha. Có gì rảnh rảnh em có việc em đi ngang qua đây á, thì em ghé thăm sau ha. À đây để chú xem nào. Rồi chú à, chú cho con thêm 200 nữa này nhá. Ừ, có gì mua sữa uống nhá. Thôi thì hai mẹ con lên nghỉ đi. Rồi em chào hai mẹ con nhá. Rồi, vâng. Cảm ơn các cô chú. Cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân. Ngoan quá. Rồi, học giỏi nha con, cố gắng nhá, ngoan nhá. Nào rảnh rảnh chú đi qua thì chú thăm sau nhá. Bye bye hai mẹ con. Rồi. Đó, mọi người thấy không? Thấy tội không? Một mình chị nuôi cháu rồi bệnh tật như này nữa. Bây giờ thì thất nghiệp, không có công ăn việc làm, tiền bạc thì hết. Tội ghê, cũng mong sao là hai mẹ con sẽ gặp được nhiều may mắn trong thời gian tới.